11 rưỡi rồi và hiện tại mình đang ở đây cùng với ba chị vlogger xinh đẹp khác. Đầu tiên là chị Linh của The Makeaholics, tiếp theo là chị Ly của Pretty Much Channel và chị Trinh của Trinh Pham. Sau một ngày mưa gió ở New York thì hiện tại bọn mình đang rảnh, không có việc gì làm. Thế nên là quyết định sẽ tham dự một thử thách. Thử thách này có tên là Bean Boozle. Bean thối. Bean thối. Kẹo thối. Mặc dù tất cả đều đã ăn một bữa ăn rất là ngon rồi mà chưa sẵn sàng thử thách này đâu. Bụng đang ngon. Nhưng mà thôi kệ đi, cứ tham gia. Luật chơi thì chắc là sẽ chia làm hai bên và chúng mình đã chuẩn bị sẵn hai hộp như thế này rồi. Nước và thời gian. Vậy thì lần lượt sẽ quay từ chị Linh sang. Ôi, quay đúng phải màu gì thì tất cả bốn người phải cầm đúng cái viên này lên. Nếu mà nó có thơm hay có thối thì vẫn phải ăn. Người nào mà gặp nhiều kẹo thơm thì người ấy may. Thôi, thì bị mồm thối. Các chị có chấp nhận thử thách không? Ok. Ôi mình chưa à? Quay bên này nhá. Quay bên này nhá. Quay nào. Màu xanh. Màu này. Màu xanh dương. Berry dương à? Hay là cái này à? Hết xanh dương. Của mày là gì? Cái này là xanh dương. Berry blue. Hay là toothpaste. Ơ cái gì kiểu cái đánh răng nói trong kia lắm đó. Ừ. Kiểu berry blue thì kiểu màu xanh đậm, có thể là đào hoặc bắp là gì? Ôi, thế là đây là mùi gì? Mùi ớt. Có thể là đào. Ớt là... mùi là đào. Ôi, kinh quá. Đây mùi ớt cái gì? 1, 2, 3. Mùi licorice hoặc là... Mùi licorice căng lắm đấy. Licorice là gì? Và điều kia là mùi... Trồn. Ai? Vãi chưa? Mình gặp là trồn đi rồi. Không phải là chiêu vào đến cho mình một tên. 1, 2, 3. Quả lê hay là mùi các mùi bánh tráng. Ôi kinh quá. Xanh màu xanh này. Ôi, nhổ hết rồi. Ôi, mùi kia bánh quá. Thế nào? Cái mông mông thế nào ấy.
baby wipes hoặc là coconut baby wipes trẻ em. Ôi, pin trẻ em á hay là có mùi hay là không mùi? Ôi trời ơi, nó mùi. Ăn nhá, một hai ba. Dừa. 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 còn lại nhớ xem nhá. Bye bye bye, bye. Bye.